Huệ Chi xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam ngày nay được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 vào lúc 14:30. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì đã mở ra một kỷ nguyên mới, trong đó máy móc và công nghệ thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống này. Đặc biệt là đối với các nhà xưởng cũng như các nhà máy thì việc áp dụng công nghệ cũng như là đưa máy móc hiện đại đã làm thay đổi nhiều câu chuyện về năng suất, hiệu quả lao động cũng như là việc mà làm ra những sản phẩm. Và cho đến ngày hôm nay thì rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hướng tới việc là xây dựng những nhà máy thông minh để nhằm đạt hiệu quả cao hơn cho những chuỗi sản phẩm cũng như là chuỗi sản xuất của mình. Và cùng bàn về câu chuyện này ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Dương Nguyên Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam. Xin chào Huệ Chi và xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chuyển đổi số ITG DX. Vâng, xin chào chị Huệ Chi, xin chào các quý vị khán giả. Lời đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với trường quay của chương trình Việt Nam ngày nay. Và trước khi chúng ta bước vào cuộc phân tích thì có lẽ là xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự sau đây. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo nên cuộc cải cách lớn về công nghệ sản xuất. Trong đó, sản xuất thông minh, ứng dụng công nghệ, quy trình thông minh vào sản xuất và quản trị đang phát triển rầm rộ trên thế giới. Hòa cùng xu hướng phát triển các nhà máy thông minh trên thế giới, các doanh nghiệp Việt không đứng ngoài cuộc mà đang dần từng bước tiệm cận với mô hình này, với những thay đổi trong tư duy và cách thức sản xuất. Công ty cổ phần tập đoàn SunHouse được thành lập năm 2000, sản xuất kinh doanh và đầu tư trên nhiều lĩnh vực như hàng gia dụng, điện gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện công nghiệp, máy lọc nước, thiết bị chiếu sáng. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, SunHouse đã gia nhập nhóm doanh nghiệp nghìn tỷ với doanh thu tăng trưởng đều đặn bình quân 25-30% một năm. Đơn vị hiện sở hữu cụm 8 nhà máy sản xuất trên tổng diện tích 100.000 m², đã và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ trong vận hành sản xuất. Để thực hiện số hóa quy trình sản xuất, trong thời gian qua, SunHouse đã đầu tư một dây chuyền sản xuất chảo với mức đầu tư hơn 30 tỷ. Với mục tiêu là sẽ tối ưu toàn bộ chi phí và nâng cao tự động hóa trong sản xuất. SunHouse thì trong thời gian qua thì cũng theo cái tinh thần chuyển đổi số. Thì hiện tại SunHouse về mặt quy trình vận hành thì SunHouse đang vận hành hệ thống ERP, và trong thời gian vừa qua thì SunHouse đang bắt đầu áp dụng triệt để cái phần mềm ERP vừa từ quản trị từ đầu vào đến đầu ra, nhằm mục tiêu là sẽ giảm bớt cái quy trình để giảm chi phí. Thứ hai nữa rằng là làm thế nào để có thể là in time được cái dữ liệu để quản trị ngay lập tức cái sự thay đổi và để đối ứng với sự thay đổi. Còn về mảng sản xuất ấy, thì là về SunHouse thì hiện tại đang đầu tư một số dây chuyền tự động. Đây là hình ảnh sản xuất tại nhà máy của công ty cổ phần Viespower. Chiếc máy CNC dùng để chế biến gỗ. Chỉ với một chiếc USB có dữ liệu đã được lập trình sẵn như thế này. Khi kết nối với máy chủ trung tâm và nhấn các nút điều khiển, các quy trình sản xuất được diễn ra nhanh gọn. Máy sẽ cắt các tấm gỗ lớn thành các tấm gỗ nhỏ để lắp ghép thành các sản phẩm nội thất như tủ, giường, bàn ghế với độ chính xác tuyệt đối. Theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, trước kia với 4 người cũng phải mất 2 ngày mới hoàn thành một chiếc tủ quần áo. Nhưng từ khi đầu tư chiếc máy CNC này, chỉ cần một người có thể hoàn thiện được chiếc tủ chỉ trong từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Trong một vài năm trở lại đây, để thích ứng với xu thế công nghệ trong sản xuất, công ty Viespower đã đầu tư thay thế gần như toàn bộ máy móc thiết bị lạc hậu bằng các máy móc công nghệ mới tiên tiến hơn. Nhờ đó không chỉ năng suất lao động cao gấp nhiều lần mà trình độ người lao động cũng được nâng cao và chuyên nghiệp hơn. Thiết bị máy móc được chuyển về nhà máy thì chúng tôi cũng được đào tạo và hướng dẫn sử dụng những cái thiết bị máy móc thông minh đó. Qua đó thì chúng tôi nâng cao được cái trình độ về sử dụng những cái máy móc thông minh và hiện đại. Và nó đã giúp cho chúng tôi trong quá trình sản xuất rất là nhiều. Thứ nhất là về cái công việc mà bằng tay chân thì đã giảm tải rất nhiều và chúng tôi gần như là chỉ việc thao tác trên máy móc. Thứ hai nữa là cái năng suất lao động cũng được cải thiện rất là cao. So với 5 đến 7 năm trở về trước đây thì hiệu quả năng suất của chúng tôi đạt được khoảng 300 đến 400%.
Thành tựu sẽ đến nếu các nhà máy đầu tư đồng bộ và thông minh. Để có thể ứng dụng tốt các giải pháp nhà máy thông minh, các nhà máy cần phải cập nhật và đưa tự động hóa vào trong sản xuất. Để ứng dụng tự động hóa vào quá trình sản xuất, nhà mámáy cần nhanh chóng cập nhật các thành tựu của cách mạng 4.0, gồm hệ thống mạng vật lý, IoT, AI. Đây là những yếu tố then chốt tạo tiền đề cho việc xây dựng nhà máy thông minh thành công. Trở lại trường quay với hai vị khách mời của chương trình, có thể nói rằng là xu hướng chuyển đổi số được áp dụng trong các phân xưởng, trong các nhà máy thông minh thì giờ đây đã trở thành một điều bắt buộc, dường như là được bắt buộc để có thể nâng cao những hiệu quả năng suất cũng như hiệu quả làm việc của các phân xưởng và các nhà máy. Hai ông có cho rằng đây cũng được coi là một cái xu hướng tất yếu ở trên thế giới mà Việt Nam của chúng ta cũng cần phải theo đuổi không ạ? Về khoa học kỹ thuật thì thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển mà gần đây thì ta dùng cái từ là cuộc cách mạng công nghệ. Những cái thập niên của thế kỷ 70 của thế kỷ trước ấy, thì ta bắt đầu cái giai đoạn gọi là cách mạng công nghệ 3.0 với cái nền tảng cốt lõi đó là tự động hóa và công nghệ thông tin. Và giờ đây chúng ta đang đi tiếp cái giai đoạn phát triển của công nghệ, đó là cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và cái nền tảng của nó đó là IoT, đó là AI, đó là Big Data và Robot. Và đặc biệt cái trọng tâm của cái cách mạng công nghiệp 4.0 đó chính là các cái công nghệ thông minh và sản xuất thông minh, nhà máy thông minh. Hay nói cách khác, nhà máy thông minh là xu hướng tất yếu của sự phát triển doanh nghiệp cũng như là kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Vâng. Thế còn nhà nhận định của ông Nguyễn Thành Luân thì như thế nào ạ? Đứng ở khía cạnh đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp về nhà máy thông minh ấy, thì chúng tôi nhận định nó hoàn toàn là một xu hướng bởi vì hai cái lý do chính như sau. Lý do thứ nhất là như này, có thể là cách đây một cái thời gian khá là lâu, có thể là 5-10 năm trước đây, thì cái nền tảng công nghệ của những cái đơn vị mà cung cấp giải pháp, thậm chí là cả thị trường nước ngoài lẫn thị trường Việt Nam, mà xuất hiện sẵn sàng ở thị trường Việt Nam, nó là một cái gì đấy khá là đắt đỏ. Ví dụ như là chúng ta mua những cái cảm biến, chúng ta mua những cái máy tính, chúng ta mua những cái sản phẩm ngoại, chi phí rất là cao. Thì tại thời điểm đó các doanh nghiệp Việt Nam thì hầu hết là chúng ta ở mức độ tầm trung. Thì cái việc mà đầu tư để xây dựng nhà máy thông minh nó sẽ là một cái gì đấy khá là xa vời. Thế thì tại thời điểm hiện tại thì về nền tảng công nghệ, về sản phẩm cũng như là về các cái thiết bị hạ tầng công nghệ, phần cứng, phần mềm ở thị trường Việt Nam thì tôi thấy nó đã khá là sẵn sàng và với một cái mức chi phí khá là hợp lý. Đó, thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố thứ hai tôi cho rằng nó là xu thế này như này. Cái nền kinh tế xã hội, thực ra là nền kinh tế toàn cầu, bây giờ nó chuyển dịch sang xu hướng là tinh gọn và làm sao để làm hiệu quả và tiến đến nhanh. Đó, thế thì cái nhà máy thông minh thực ra nó là cái công cụ, thực ra các cái cuộc cách mạng công nghiệp từ 1.0 này đến 2.0 này đến 3.0 và đến 4.0, mục tiêu chính là chúng ta làm tinh gọn, làm gọn cái quá trình đi, chúng ta ra nhiều sản phẩm hơn, chúng ta cải thiện được chi phí nhiều hơn. Thế thì cái nhà máy thông minh nó chính là cái công cụ để giúp các nhà máy làm sao để làm được hiệu quả hơn với từng đó nguồn lực, thì nó kết hợp cả cái nhu cầu lẫn cái thực tiễn về cái khả năng cung cấp thì nó dẫn đến là một cái xu hướng tất yếu. Với sự phân tích của hai khách mời thì lại càng có thể khẳng định rằng là việc mà xây dựng những nhà máy cũng như những phân xưởng thông minh đã trở thành một điều tất yếu. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp của Việt Nam thì sớm hay muộn thì cũng sẽ phải đi theo con đường này, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng cái sản xuất thông minh nói chung và cái thành phố thông minh nói riêng đã làm thay đổi không chỉ về chất và không chỉ về lượng mà còn về chất trong cái sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp nói riêng cũng như là cả một cái nền kinh tế nói chung. Và với cái mô hình này thì xã hội đã nhận thêm được nhiều những cái sản phẩm công nghệ cao mà theo như cái truyền thống thậm chí ta còn không hình dung ra được. Những cái sản phẩm công nghệ cao này nó có độ linh hoạt và độ thích ứng với cuộc sống xã hội có thể nói là rất gần gũi. Và như vậy thì ta có thể nói rằng là với cái khái niệm thông minh trong sản xuất và doanh nghiệp thì các doanh nghiệp mới có thể tồn tại trong cái môi trường gọi là toàn cầu hóa và phát triển chung của xã hội. Chúng ta sẽ tách làm hai cái loại công nghệ chính trong một nhà máy sản xuất hay các cái công ty sản xuất ấy, thì nó bao gồm công nghệ về thông tin, đó là công nghệ IT,
đó, và công nghệ về vận hành, đó là công nghệ OT. Đó. Thì công nghệ vận hành thì nó sẽ có công nghệ tự động hóa và các cái quy trình công nghệ và những cái liên quan đến cái tri thức cũng như là kinh nghiệm sản xuất của từng ngành nghề. Thế thì cái nhà máy thông minh nó là một cái công cụ mà nó giúp hai cái công nghệ đó nó hòa trộn lại được với nhau. Nó kết hợp giữa công nghệ thông tin và kết hợp giữa công nghệ vận hành, tức là IT kết hợp với OT, và nó sẽ ra những cái thuật ngữ mới như là IoT để kết nối tất cả mọi thứ với nhau. Thì khi tất cả kết nối lại thì chúng ta sẽ có đầy đủ dữ liệu và chúng ta phân tích được, chúng ta đánh giá được và chúng ta nhìn ra được xu hướng được. Tức là chúng ta định hướng được những cái việc tiếp theo chúng ta làm để giảm thiểu những cái sai sót, những cái rủi ro hoặc là những cái nỗi hỏng mà trước đây trong quá trình sản xuất mà chúng ta thường gặp phải. Đó, thì cái cách đó nó thực ra là có thể đối với thế giới nó không phải là mới, nhưng mà đối với Việt Nam nó sẽ là một cái mới. Đó, bởi vì cái nền tảng của Việt Nam và cái nền tảng, thực ra chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế là nền tảng các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam là thường ở mức độ tầm trung của thế giới. Còn tất nhiên là có những doanh nghiệp lớn nhưng mà số lượng đó tôi thấy nó vẫn còn rất là ít, và cái mức độ đầu tư cũng khá là hạn chế, và cái việc là đạt được cái mức độ đó cũng là một cái điểm tôi nghĩ là một cái then chốt để thúc đẩy cả cái ngành công nghiệp, và không chỉ là năng lực sản xuất và cả cái nền công nghiệp của Việt Nam để gia nhập được cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Cái việc mà chuyển đổi phân xưởng nhà máy thông minh nghe thì tưởng là có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà bên cạnh đó thì để mà tiếp cận được thì vẫn còn rất nhiều những khó khăn. Để mà phân tích về những cái điều này thì không biết là ông Dương Nguyên Bình sẽ có những cái sự phân tích như thế nào ạ? Như cái trao đổi vừa rồi thì ta khẳng định là sản xuất thông minh hay là nhà máy thông minh đó là xu hướng tất yếu. Nhưng mà để thực hiện được cái khái niệm về thông minh của một nhà máy hay của một cái chuỗi sản xuất thì nó không phải là câu chuyện một sớm một chiều, mà nó là cả một cái quá trình. Và cái quá trình này nói thẳng là rất khó khăn. Khó khăn đầu tiên đó là từ cái chuyển đổi nhận thức của mình. Đúng rồi. Thứ hai đó là cái khó khăn là bây giờ thì nó cũng có một cái rất là thuận lợi là trong từng lĩnh vực thì đều có những cái mô hình chuẩn về nhà máy thông minh. Thế nhưng vấn đề lựa chọn cái mô hình nào hay và áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình thì đấy là vấn đề. Và đó chính là câu đề trả lời cho câu hỏi là để chuyển sang cái khái niệm là nhà máy thông minh hay dây chuyển sản xuất thông minh thì ta bắt đầu từ đâu. Đã. Và đây cũng là một cái lúng túng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng tôi cũng luôn luôn nhấn mạnh cái thay đổi quan trọng nhất đó là thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy, và ta phải quan niệm rằng khi nó đã là xu hướng tất yếu thì không có cái gì phải sợ sệt, và ta phải đi vào thực tiễn. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà thực hiện như vậy thì quan trọng đối với từng doanh nghiệp đó là ông chọn ra được những cái giải pháp nào và thích hợp với doanh nghiệp. Và thứ ba là vấn đề đầu tư thì ông đầu tư cái gì, thì cái đầu tư quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhân lực, và nhân lực gọi là có trình độ cao. Đấy. Sau đó thì mới đi đến các cái trang thiết bị phần cứng và phần mềm và các cái giải pháp công nghệ. Vâng, như vậy là ông Dương Nguyên Bình đã chỉ ra là ba mấu chốt cơ bản cũng như là ba thách thức cơ bản để mà một doanh nghiệp khi mà muốn tiếp cận đến mô hình nhà máy thông minh. Đó là câu chuyện của nhận thức, câu chuyện của việc là lựa chọn giải pháp như thế nào phù hợp với doanh nghiệp, và câu chuyện về phần đầu tư, đúng không ạ? Vậy thì còn quan điểm của ông Nguyễn Thành Luân thì sao ạ? Ông cũng sẽ có những cái phân tích như thế nào về những cái khó khăn mà doanh nghiệp sẽ phải đối diện khi mà hướng tới xây dựng nhà máy thông minh ạ? Đầu tiên chúng ta phải hình dung là cái cách chúng ta hiểu về nhà máy thông minh như thế nào. Và sau đó chúng ta sẽ xác định là để mà đi đến một cái mục tiêu như vậy thì nó sẽ là bao lâu. Nhà máy thông minh nó là một cái tổng hòa của tất cả con người, quy trình và công nghệ của một cái nhà máy. Đó. Thế thì tất nhiên là bây giờ để đạt được một cái mức độ, một cái tổng hòa như vậy thì nó là cái quá trình dài, có thể là nhiều năm, tùy vào cái mức đầu tư. Có những doanh nghiệp thì tôi biết là họ có vốn đầu tư cũng như là nguồn lực rất là tốt. Thì với cái nền tảng như vậy thì họ hoàn toàn tiến lên với cái mục tiêu đó nó dễ dàng hơn, có thể chỉ mất 1 năm, 2 năm. Đó, nhưng mà đối với những cái doanh nghiệp về cái nguồn lực ở đây là có thể là nguồn lực cả về là tài chính này, nguồn lực về con người này, nguồn lực về công nghệ này và nhiều nguồn lực khác, thì cái nguồn lực nó có hạn thì chúng ta sẽ tiến tới một cách từ từ, thì chúng ta cần phải xây dựng một cái chiến lược để tiến tới, nhưng quan trọng là chúng ta nhìn thấy một cái mục tiêu chung. Đó. Thế thì còn một cái nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ là như này, ITG là một trong những cái đơn vị mà tiên phong thực hiện triển khai các dự án về nhà máy thông minh tại Việt Nam, thì tôi nhận thấy nó có một cái vướng mắc chính của thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp là như này.
cái chính không phải nằm ở cái việc là các anh chị không dám đầu tư hay các anh chị không dám thực hiện, mà vấn đề là mọi người đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Bình. Thì cái vấn đề là khi mọi người đều nhìn thấy nhà máy thông minh, mọi người đều nghe thấy nó, nhưng để bắt đầu từ đâu thì mọi người lại chưa có một cái phương pháp tiếp cận ban đầu để biết được, để chúng ta tự tin được chúng ta làm như thế nào. Đó, thì tôi thấy đó là một trong những cái vướng mắc lớn nhất hiện nay. Vâng, quả là một cái vướng mắc mà tôi nghĩ là rất nhiều người đang quan tâm và thậm chí còn đang bị lung túng, vì cũng như anh Nguyễn Thành Luân vừa nói là chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu, và thậm chí là ngài chưa biết rằng là mình sẽ phải tìm đến đơn vị nào để có thể hỗ trợ mình trong cái việc tư vấn một cái giải pháp tốt nhất để cho mình có thể chọn một cái đường đi đúng trong việc xây dựng nhà máy thông minh của mình. Vâng, quả thực là đây cũng là một điều mà rất nhiều những doanh nghiệp mà đang chuẩn bị hướng tới việc xây dựng phân xưởng nhà máy thông minh đang rất quan tâm tới. Và có lẽ để có một cái bức tranh tổng thể hơn về điều này thì ngay bây giờ xin mời ông Dương Nguyên Bình và ông Nguyễn Thành Luân cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phóng sự sau đây. Giải pháp nhà máy thông minh tại Việt Nam hiện nay được xây dựng lên bởi sự phối hợp giữa hai nền tảng chính là IT, nền tảng công nghệ thông tin, và OT, nền tảng công nghệ vận hành. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, nhà máy ở Việt Nam chưa có hệ thống quy trình quản trị và vận hành một cách xuyên suốt và bài bản. Sự mất kết nối về thông tin dữ liệu giữa tầng hoạch định, quản trị, điều hành ở khối văn phòng với tầng quản lý vận hành hoạt động sản xuất tại nhà máy là phổ biến. Vì thế, nhiều đơn vị đã nghiên cứu phát triển nên các bộ giải pháp công nghệ giúp các nhà máy tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số, tiến tới thông minh với chi phí hợp lý. Tháng 11 năm 2022, Trung tâm Tư vấn Chuyển đổi số ITGDX chính thức ra mắt. Trung tâm được xây dựng với 3 tầng mục tiêu lớn, đi từ nhận thức đến triển khai và lan tỏa các giá trị chuyển đổi số đến cộng đồng doanh nghiệp. Trung tâm có sứ mệnh cùng doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, góp phần thúc đẩy nền sản xuất trong nước và tạo đà cho những bước phát triển đột phá trong tương lai không xa. Hiện tại trên thị trường thì có khá nhiều các cái giải pháp để phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cái chi phí lại rất lớn. Và doanh nghiệp thì thực sự là cũng chưa có một cái sự chuẩn bị phù hợp về đầu tư. Và cái câu chuyện đặt ra là cái lộ trình, lựa chọn cái lộ trình chuyển đổi như thế nào để nó phù hợp với cái năng lực tài chính của doanh nghiệp, cái khả năng đầu tư của doanh nghiệp, và nó mang lại hiệu quả dần dần, và từ đấy lại tạo cái đà để tiếp tục chuyển đổi tiếp. Mô hình nhà máy thông minh đang là xu hướng tất yếu của Việt Nam, là niềm mong mỏi và khao khát của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay, vì nó không chỉ giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, nguồn lực, mà nó còn nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Cũng từ nhu cầu thực tế đó của thị trường, đội ngũ kỹ sư Việt Nam cũng như các công ty đã cho ra đời nhiều giải pháp thông minh cho nhà máy, không chỉ là các giải pháp điều khiển tự động mà họ còn đưa ra nhiều giải pháp giúp cho các nhà máy thực hiện tốt công tác giám sát trong quá trình vận hành và hoạt động. STI cũng đang hướng tới cái mức độ cấp độ thông minh hiện tại như là 4.0, nhưng tiến tới là 5.0, nghĩa là một nhà máy mà không hoàn toàn tự động và không có can thiệp quá nhiều bởi con người, hoàn toàn sử dụng robot bằng cách là các dòng robot khác nhau, từ robot vận chuyển, robot gia công cho đến robot gắp thả vật và cho đến hệ thống phần mềm thì đã hoàn toàn sử dụng tự động 100%. Những giải pháp mà các công ty hiện nay cung cấp cho các nhà máy như hệ thống quản lý sản xuất, quản lý hiệu suất, quản lý kho, quản lý hệ thống vận chuyển, quản lý nhân lực, các công cụ máy tự động hóa giúp các nhà máy sản xuất trở nên tinh gọn, hiệu quả và an toàn hơn. Trở lại trường quay với tiến sĩ Dương Nguyên Bình và ông Nguyễn Thành Luân. Vâng, ở phần trước thì chúng ta đã đề cập khá nhiều về cái câu chuyện là tính cấp thiết của việc xây dựng nhà máy thông minh cũng như là những khó khăn mà những doanh nghiệp có thể gặp phải. Hiện nay, ở Việt Nam cũng đã xuất hiện khá nhiều những đơn vị có thể cung cấp nhiều hơn những cái giải pháp cũng như là những cách thức để có thể đồng hành và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với cái câu chuyện là xây dựng nhà máy thông minh. Để nói về điều này thì, vâng, thưa tiến sĩ Dương Nguyên Bình, ông có phân tích như thế nào về cái thực tế hiện nay ạ? Tôi thấy là những cái doanh nghiệp mà cung cấp giải pháp công nghệ là một trong những cái đó rất là thiết yếu và cần thiết cho cái quá trình mà từng doanh nghiệp phải chuyển đổi lên theo xu hướng chuyển đổi số và thông minh hóa. Và tôi rất mừng là ở Việt Nam mình đã có rất nhiều những cái công ty
mà rất mạnh dạn đầu tư theo cái hướng như vậy, và trong đó là doanh nghiệp của ông Luân cũng là một trong doanh nghiệp đi đầu. À, tôi chỉ nói rằng cái giải pháp công nghệ đó là cái một trong những cái yếu tố tiên quyết để cho một cái doanh nghiệp có thể chuyển đổi tồn tại trong cái bối cảnh đó là toàn cầu hóa. Vâng, thưa ông Nguyễn Thành Luân, việc mà cần có những doanh nghiệp đồng hành, những doanh nghiệp tư vấn cho những doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách gần hơn và nhanh hơn với câu chuyện chuyển đổi số trong nhà máy, thì điều này sẽ giúp cho họ tiết kiệm được những điều gì và giải quyết được những bài toán gì ạ? Đầu tiên là chúng ta phải nhìn ở khía cạnh là thị trường. Đó, thì bên cung cấp giải pháp hoặc là các cái bên cung cấp giải pháp về công nghệ này, hoặc là các cái giải pháp khác nhau này, thì đấy là các cái đơn vị mà họ sẽ kinh doanh các cái giải pháp đó. Thế còn nhu cầu của thị trường đó là các doanh nghiệp sản xuất. Thế thì bây giờ chúng ta phân tích một chút, gọi là cung và cầu thôi. Thì bên cầu thì sẽ cần các cái giải pháp đúng và phù hợp. Thế còn bên cung thì là cung cấp các cái giải pháp để đáp ứng được nhu cầu của bên cầu. Thế thì cái câu chuyện là nó lại có một cái điểm gap, tức là một cái khoảng chênh lệch là như này. Doanh nghiệp thì hiểu mình cần gì, hiểu là mình cần một công cụ như nào, cần một hệ thống như nào, nhưng họ lại không thể nói ra bằng cái ngôn ngữ để cho các đơn vị công nghệ hoặc các đơn vị khác có thể hiểu được là cần thực hiện như nào. Còn các đơn vị công nghệ thì thiết kế các cái giải pháp thì thường là chúng ta sẽ thiết kế một giải pháp chung cho tất cả. Bởi vì rất khó là tôi may một cái áo cho tất cả mọi người mặc được, mà tôi sẽ thiết kế một cái form chung và sau đó là tôi sẽ chỉnh để nó khớp với từng người. Thì đấy là cách mà cái thị trường công nghệ hiện tại các đơn vị giải pháp đang cung cấp là như thế. Mà quay trở lại, chúng ta hình dung về cái giải pháp nhà máy thông minh, nó là tổng hòa của rất nhiều thứ. Thế thì khi mà tổng hòa nhiều thứ như vậy thì cái gap, cái chênh lệch giữa bên cầu và bên cung càng ngày càng lớn, và nó dẫn đến là nhiều đơn vị đã mạnh dạn triển khai chứ. Và chúng tôi đã chứng kiến là khi triển khai sau 1-2 năm thì các bạn ấy mới nhận ra là cái khoảng cách đấy nó quá lớn, và khi triển khai vào bắt đầu nhận thấy những cái sự sai biệt và những cái sự đổ vỡ đó. Và trong quá trình đấy là mọi người bắt đầu quay đầu lại và bắt đầu cảm thấy là nó không phù hợp nữa đó. Thì đấy là một trong những lý do mà thất bại khá là nhiều trên thị trường. Thế thì cái việc mà chúng tôi xây dựng trung tâm ITGDX ấy, thì nó cũng xuất phát từ cái mục tiêu làm thế nào để mình cân bằng được cái khoảng cách giữa một bên về công nghệ và một bên là doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp thì sẽ nói các cái ngôn ngữ về quy trình nghiệp vụ, về vận hành, về tất cả những cái gì họ cần, nhưng đó là ngôn ngữ của nghiệp vụ. Thế còn bên công nghệ thì nói chuyện bằng cái ngôn ngữ của công nghệ. Thế thì làm thế nào để cân bằng được giữa hai cái đó, thì đó là các cái đơn vị về tư vấn chuyển đổi số cần phải thực hiện được cái việc đó, và làm sao để kết nối được giữa tất cả các nhà thầu, các đơn vị công nghệ với lại doanh nghiệp. Thì như đó thì nó sẽ chỉ ra một cái con đường và làm giảm thiểu cái rủi ro khi mà tiến tới nhà máy thông minh, khi chúng tôi thực hiện các cái dự án theo từng ngành nghề. Thì đối với sản xuất thì sẽ chia thành từng ngành, từng nghề. Đó, thì có những cái ngành, ví dụ ngành bao bì, ngành đúc nhựa, ngành cơ khí chế tạo và rất nhiều ngành khác, thì mỗi một ngành có một cái know-how sản xuất riêng. Tôi gọi là cái know-how, tức là cái tri thức mà đúc kết từ rất là nhiều năm. Có những doanh nghiệp chúng ta đã sản xuất được 10 năm, 20 năm là một mức độ, hoặc đến 30 năm thì cái quy trình, cái kiến thức và cái tinh hoa nó đúc kết trong sản phẩm, thậm chí chưa cần có hệ thống. Các anh chị đấy tôi biết là họ vẫn làm ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn thế giới, hoàn toàn có. Cái đấy là thực tế là có. Nhưng câu chuyện là bây giờ vẫn làm được sản phẩm đó, nhưng chúng ta làm được với tốc độ cao hơn, cùng tiêu chuẩn đó, và nhanh hơn, và chi phí nó thấp đi, thì chúng ta mới cạnh tranh được với toàn cầu. Đó, thì cái câu chuyện là như vậy. Thì cái know-how của từng doanh nghiệp nó không mất đi, mà bản thân cái know-how đó là giống như là các cái chuyên gia về sản xuất, về quy trình của doanh nghiệp đó vẫn giữ lại, và nó kết hợp thêm công nghệ để giúp làm sao chuyển đổi cái kiến thức công nghệ đó nên một cái mức mà nó tự động hóa cao hơn, nó nhanh hơn, hoặc nó sản xuất ra tốt hơn. Vâng, thưa ông Dương Nguyên Bình, ở phần trước thì ông cũng có nói rằng một trong ba cái yếu tố rất là căn bản để có thể hướng tới cái việc là xây dựng nhà máy thông minh, đó chính là câu chuyện về đầu tư. Vậy thì Huệ Trinh muốn hỏi rằng nếu như những cái nhà máy hoặc những phân xưởng mà ở quy mô nhỏ thôi, họ không thể có đủ cái chi phí và cũng không thể có đủ vốn để có thể xây dựng một cái nhà máy thông minh với công nghệ cũng như với máy móc thiết bị hiện đại, vậy thì họ có thể chuyển đổi số được hay không ạ? Chắc chắn là chuyển đổi số được. Ở đây nói về vấn đề thông minh thì ta cũng biết là nó có nhiều cấp. Tôi quan trọng là từ cá nhân cho đến doanh nghiệp đều phải có một cái tự tin và tự chủ. Thì quá trình đó để theo cái xu hướng của thời đại ấy, thì tùy theo cái năng lực của mỗi doanh nghiệp ta có thể đầu tư. Và tôi cho rằng là cái đầu tư mỗi doanh nghiệp đều có thể thực hiện được, đó là cái đầu tư về vấn đề
gọi là nhận thức và vấn đề gọi là học hỏi. Thế còn vấn đề thứ hai đầu tư về trang thiết bị và công nghệ, nó cần vấn đề tài chính, lại là câu chuyện sau. Và ta nên quan niệm rằng nó cũng không ghê gớm đâu. Ta tùy theo từng mức và ta chuyển đổi. Và cái chuyển đổi này nó sẽ, từ cái chuyển đổi này nó sẽ nâng cấp lên thành cái chuyển đổi khác. Và cái đó sẽ là cái mà để cho mỗi doanh nghiệp yên tâm rằng hoàn toàn có thể đi theo hướng chuyển đổi số, là xu hướng tất yếu và nhà máy thông minh. Vâng. Và rõ ràng là chúng ta cũng nhận thấy rằng là Việt Nam cùng với dòng chảy của thế giới thì đang tiến lên ngày càng phát triển hơn nữa trong công cuộc chuyển đổi số. Và giờ đây thì chuyển đổi số đã hiện diện trên khắp tất cả từ những công việc hàng ngày nhỏ nhất của chúng ta. Vậy thì để mà kỳ vọng về sự phát triển của xu hướng xây dựng nhà máy thông minh của Việt Nam thì hai vị khách mời của chúng tôi sẽ có cái sự niềm tin như thế nào về điều này ạ? Tôi rất tin là các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ thực hiện được cái quá trình thông minh và chuyển đổi số để khẳng định cái vị thế của từng doanh nghiệp trong cái thị trường cạnh tranh toàn cầu hóa như thế này. Có thể là cách đây khoảng độ 2 đến 3 năm trước thì lúc đó thị trường vẫn gần như là các cái khái niệm rất là khai mở, và thậm chí là các ban ngành cũng muốn đầu tư, nhưng tất cả nó dừng ở cái mức là chúng ta đưa ra rất là mông lung. Đúng rồi. Thế còn đến thời điểm hiện tại thì các đơn vị cung cấp về giải pháp cũng như là cái mức chi phí của thị trường cũng như là tất cả mọi thứ điều kiện, tôi thấy là gần như mọi thứ đã hội tụ rồi. Bây giờ nó chỉ là câu chuyện là chúng ta bắt đầu sau khoảng 2 đến 3 năm thực hiện các dự án nhà máy thông minh ở các khách hàng khác nhau, và đến thời điểm mà bắt đầu từ năm thứ 2, thứ 3 trở đi sẽ xuất hiện những câu chuyện thành công của những khách hàng, và những khách hàng đó có thể là những công ty đầu ngành của từng cái ngành sản xuất hoặc là những công ty nằm trong những lĩnh vực trong từng ngành, họ muốn bứt phá lên. Và khi họ bắt đầu thành công rồi thì nó là câu chuyện là nó giống như là trong một cái biển lặng và có một cái sóng bắt đầu xuất hiện, thì tất cả những cái sóng lớn đằng sau bắt đầu xuất hiện, thì lúc đó là thời điểm mà tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu. Thì khi mọi người còn chưa nhìn thấy cái sự thành công thì tất cả cùng e dè, nhưng khi điều kiện đã hội đủ và bắt đầu có những cái câu chuyện thành công, có những cái sự kiện thành công và những công ty tiên phong đã thực hiện thành công nó, thì tôi nghĩ đó là thời điểm mà tất cả mọi thứ không cần phải đặt câu hỏi nữa, và lúc đó là chúng ta bắt đầu thực hiện rồi. Đó, thì tôi nghĩ đây là xu hướng cũng như là thách thức cho các doanh nghiệp mà muốn tiên phong, muốn dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và hòa nhập với thị trường thế giới. Và lúc này chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng ở đây còn là cơ hội nữa, đúng không ạ? Cơ hội cho các doanh nghiệp để có thể tiến tới với một kết quả, với một cái giá trị kinh tế cao hơn và tốt hơn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Tiến sĩ Dương Nguyên Bình và ông Nguyễn Thành Luân đã có những phân tích hết sức sâu sắc cũng như là cụ thể về câu chuyện này trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trong không khí cận kề của Xuân Quý Mão 2023, xin được thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc đến hai vị khách mời một lời chúc sức khỏe, một lời chúc may mắn, và đặc biệt sẽ có thật nhiều năng lượng để có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn, cũng như là đóng góp cho việc chuyển đổi số của Việt Nam ngày càng tốt hơn ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đón một mùa xuân mới, mùa xuân của năm Quý Mão 2023. Và cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các quý vị khán giả, đặc biệt là những người đang theo dõi chương trình, một năm mới an khang, thịnh vượng và ấm no hạnh phúc. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại. Hai cái loại công nghệ chính trong một nhà máy sản xuất thì nó bao gồm công nghệ về thông tin, công nghệ IT và công nghệ về vận hành, đó là công nghệ OT. Cái nhà máy thông minh là một cái công cụ giúp hai cái công nghệ đó nó hòa trộn lại được với nhau. Quan trọng đối với từng doanh nghiệp đó là chọn ra được những cái giải pháp nào và thích hợp với doanh nghiệp. Cái đầu tư quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhân lực có trình độ cao. Sau đó thì mới đi đến các cái trang thiết bị, phần cứng và phần mềm và các cái giải pháp công nghệ. Làm thế nào để kết nối được giữa tất cả các nhà thầu, các đơn vị công nghệ với lại doanh nghiệp thì nó sẽ chỉ ra một cái con đường và làm giảm thiểu cái rủi ro khi mà tiến tới nhà máy thông minh. Nói về vấn đề thông minh thì nó có nhiều cấp. Quan trọng là từ cá nhân cho đến doanh nghiệp đều phải có một cái tự tin và tự chủ.